bây giờ mình đang ở phường nè, mình chờ ảnh ra, ảnh đem xe ra, rồi ở đây mình đi cái giấy là xong, là có một con xe bao đẹp. Này là gì ta? Ban chỉ huy quân sự phường 1 hả? Ban chỉ huy quân sự. Chờ ảnh ra đi ký giấy là xong. Giờ đi lấy xe. Đây là đang ở Gò Vấp. Chắc hồi đó ai đi ngang qua đây bị dấp té nên nó đặt ở Gò Vấp. Chắc hồi đó ai đi ngang qua đây bị dấp té nên đặt là Gò Vấp. Chứ không thôi là sẽ có quận 13, quận 14 mà. Rồi cầm tiền luôn đi. Lấy tiền luôn rồi đi qua cái giấy. Biết sao giờ? À, thì ý là khi em về em cũng ve về Vin hết để em trưng bày em bán cái gì đó thì khi nào em ấy về là em trả cái bà chậu được không? Đúng rồi. Khi nào ấy được thì em tháo ra em đi. Cái này dễ lắm, cái này về ấy cái bát, tại cái bát này là gắn để phải chế cái bát này mới gắn được cái bình dầu này. Rồi rồi. Đó. Rồi muốn gắn bình dầu Vin vô. Phải có thêm cái bát nữa chứ. Đâu cái sổ đâu. Quay luôn. Cái này cỡ cuối tuần có lấy được không? Cái nào anh? Cái bình dầu này. Em chưa biết nữa, để coi thử thợ nó chế hay sao đó. Có thử chợ thợ nó chế hay sao, nó tháo ra em đưa lại cho anh nha. Rồi. Nó chạy lại cho anh nha. Sổ Honda. Nguyên cái đó lúc mua nó đưa sao để nguyên vậy không mở ra tôi. Cổ này nó gắn vô hợp hơn ở cổ kia luôn á, không đẹp hơn cổ kia. Đi ra ký giấy à? Đúng rồi, đi luôn đúng không anh? Đi luôn. Rồi đi luôn. Xe bốc luôn nè.
xe bốc giọt, mình đã test hôm qua rồi. Hôm nay đi cái giấy gắn cái xe thử da dép. Có con này mà có con. Lấy tiền nha. Đủ luôn. Kể trong chưa? Má nó ngọt. Mà phải ráng. Nó cho bị dính Covid chết. Như anh coi YouTube của em rồi phải em Minh Bài Cơ gì phải không? Dạ. À, anh coi lại xong công em đúng chưa? Để kiếm. Đếm tiền chưa? Không ai đếm tiền. Ờ, đếm khoảng 120. Ủa chị, cái này mà nó thể ký lại lần hai đúng không? Đây nè em, BB được ủy quyền lại cho bên thứ ba. Dạ rồi, ok. Anh còn này chưa ký nè. Ờ, lại ký chứ. Chị đã ký sơ xong đi rồi em đến cho. Để ký sơ xong đi em đến cho. Đâu rồi. Mày à, anh quen hả? Hả? Đây là quen hả? Dạ lắm. Ồ vậy hả? Ừ. Em tưởng. Cho chị, tôi đã đọc vào đồng hồ. Dạ, dạ. Anh có coi cái clip bằng cái MT 09 không? Được rồi. Dạ. Mẹ em đi thiếu à. MT 09 đi bóc lắm. Đủ quá, tụi em đếm 2-3 lần rồi đó. Chắc chắn là không thoát tờ 500 nào đúng không? Nhìn nó đẹp lắm anh, anh nhìn ngoài đi. Thì em có rồi, nhìn ở ngoài nhìn nó như như là xe tương lai vậy đó. Nhìn tưởng là xe tương lai luôn. Nói là sao dòng là gì? Anh cũng thích cái dòng đó với tại sao nó cũng thuộc cái dòng để mà nó kiểu giống như là dòng off road luôn á. Ừ. Chạy cái thế của nó đi đường xa nó khỏe á. Nó bốc lắm, kiểu mẹ. 900 mà nó phải thì cái thế nó cũng na ná giống như con này nè, nhưng mà nó thằng này thì còn chậm hơn xíu, còn nó hơi chậm hơn. Ừ. Anh có định chơi con nào nữa không? Anh tính để qua Tết đi. Giờ cuối tháng này em lấy cái 350 đi về. Anh lấy việc hay là sĩ? Trăm chín mấy ra tên đúng không? Hả? Trăm chín mấy ra tên đúng không? Bên là thằng em anh lấy, nó có cái suất lấy của hãng ra, nó để cho 175 rồi. À, ok rồi, giá gì là ok á. 175 ra giấy luôn. Giá thì ok á, thấy giờ tao bán 180 mấy ra giấy mà. Cái bữa cái ông gì ở ngoài, cái ông gì Văn Nga đó. Dạ. Hắn hay coi mấy cái kênh mô tô đó. Dạ. Bán cái
cái BMW 1000 gì mà cái loại mà để đi ở đó đó. F. Bye bye anh. Chúc anh làm ăn phát đạt hơn để mua thêm nhiều xe nữa. Bữa đó là em coi bữa lúc trước cũng 13 cái 650 á. Thấy em mua lại ở lên trên em chốt là sao, là ra ngoài em chốt vậy thôi. Nó đơn giản. Đây, đã lấy về để quay cho anh em xem. Đây, CB500F mẫu mới. Giá này cũng rẻ hơn xe mới 50-60 triệu nha anh em nha. Đây, hai chìa khóa zin đầy đủ, thẻ đồ này đầy đủ anh em. Đồng hồ đèn LED nè. Đó, anh em thấy chưa? Đó, ok anh em, xe này có báo số rất là dễ đi ha. Xe thì toàn bộ đây là cái này là không phải là dán nha anh em nha, cái này là tem, sơn tem của nó luôn á, này là sơn tem luôn, xe là mới tinh luôn nha anh em. Dắt ra dắt vô là nó dính cát thôi nè, chứ vỏ này anh em nhìn nè, nhìn cái vỏ nè anh em thấy chưa, vỏ này là mới thay luôn á nha, Michelin gần 10 triệu. Dắt ra rất vô vô thôi nha, chứ vỏ này chưa có chạy gì đâu nha anh em nha. Chủ yếu là dắt xe với lại mình chạy từ bển chạy về thôi nha anh em. Này là cộng sơn này là để lâu á nha anh em nha. Để lâu á nha. Chứ không có lăn bánh gì nhiều đâu nha anh em nha. Do cộng sơn để lâu á. Nè, đồ nhúng carbon hết nè anh em, quay kỹ cho anh em xem nè. Anh em thấy chưa? Nhúng carbon từ cái mọi thứ mà nhựa nhám nhựa gì đó là nhúng carbon hết. Carbon hết em thấy chưa, carbon hết. Ở đây có một căn công tắc để tắt đèn nữa nè, ấn vô con ốc này là tắt đèn đó. Pha cốt á, để mình mở đèn pha lên. Này bữa nọ ổng nói tắt đèn gì quên bà nó rồi. À, tắt đèn này nè. À, đèn tắt luôn á. Đây, con ốc. Đây, chỗ này tắt luôn. Chế để tắt luôn á. Chìa khóa còn mới tinh nè. Đó nè. Xe mới lắm. Đây, những cái hốc hách là nhúng carbon hết nha anh em. Em thấy chưa? Cổ bô nè, em thấy cổ bô chưa, quay kỹ cho anh em xem. Cái bô để lâu là dính bụi thôi nha anh em nha, chứ không có dấu tích mà đi xa đi gì đâu nha anh em nha. Để lâu đó, nó bám bụi thôi, chứ không có cái gì mà gọi là đi xa hay là đi đâu hết á. Nói chung xe rất mới, mà nói một câu là anh em mua xe cũ mà nó cảm giác là nó như xe mới luôn đó. Cho anh em xem, anh em nào mua xe này thì cứ liên hệ mình, số điện thoại Zalo mình để trên đây hết, biển số thành phố luôn nè anh em, 593. Anh em thấy chưa? Đó, quay xa cho anh em xem. Nói chung là mới lắm anh em, mới keng luôn đó. Đó, ok chưa? Đó. $139 triệu nha anh em nha, không có phích gì đâu nha anh em. Này báo anh em mua luôn á, xe rất là mới luôn, tiết kiệm được mấy chục triệu rồi. Bye bye anh em nha. Anh em nhớ đăng ký kênh, like và subscribe cho kênh của
mình bay cơ. Tại xe này nó mới quá, có chống đổ đầy đủ nè, nó mới quá cũng không biết nói gì nữa. CB 500F.